nghe nói sản phẩm sữa tăng cân này lắm. Mình đã order về. Đây là hình ảnh hộp sữa mình đã khui ra. Chúng ta cùng xem kết quả sau 2 tuần mình sử dụng. Đây là ly sữa cuối cùng sau 20 ngày mình sử dụng. Với 395.000, mình đã tăng được 1 cân. Với kết quả của thông sữa móng gật của mình. Các bạn cùng tham khảo nhé.